Chú hề làm cái gì nhá, các em ngồi để thật kỹ, em mà trả lời đúng sẽ được nhận món quà đó. Wow, cái gì đây, cái súng đúng không? Giơ tay bạn nào, giơ tay bạn này. Rồi cái gì? Kiếm. Cái kiếm phải không? Không, chào chào chào. Một chân một tay dành cho bạn đi nào các em ơi. Rồi, bé Quỳnh Anh rất là giỏi. Bé Quỳnh Anh biết cái hình mà chú hề làm đó là hình gì hay không? Trái tim. Chúng ta một chèo một tay cho bé Bình Anh đi lại các bạn ơi. Rồi, nhớ là làm con ngỗng chứ đừng làm con ngỗng quay nha chú bạn. Sáng nha, em chưa ăn sáng đó. Rồi, con biết cái này là cái gì không? Cái búa. Rồi, mời con. Con trường trường, rồi chúc mừng con. Con trường trường. Bạn nào biết cái này là cái gì? Giơ tay trả lời, bạn nào biết? Đây, bạn nào? Giơ đây. Ồ, quá đẹp luôn. Con bạn nào đó? Rồi, một chào một tay dành cho chú bạn chúng ta đi nào các bạn ơi. Rồi, các em ơi, chúng ta chơi ta đứng. Ok, đây. Các chị ơi, các anh ơi, đâu rồi? Dọn mấy cái ghế giùm em. Đoàn kết. Kết một nhóm có 5 người. Hiện tại bây giờ cái sân chơi cho các em thì đang rất là thiếu về cả chất lượng, thiếu về cả lẫn số lượng. Thế thì từ những cái vấn đề bức xúc như thế thì ban giám đốc quyết định là đầu tư khu vui chơi làng Nông Tí Hon mang âm hưởng dân gian của mình. Trong khu vui chơi này thì chúng ta thấy có một cái đặc sắc nhất của khu đó chính là xích thú và ảo thuật. Xích thú và ảo thuật thì mình có thể nói rằng là đây là một chương trình mà ở Vũng Tàu thì đã có rồi, nhưng mà bây giờ thì xích thú thì lần đầu tiên ở Vũng Tàu có. Thêm nữa là như những cái kỹ năng sống như trồng rau bắt cá thì cũng được thêm vào để rèn luyện cho các em tìm hiểu về cái văn hóa dân gian. Để nói về cái văn hóa dân gian thì mình có một số những trò chơi, ví dụ như là làm tàu he, làm xếp cao cà lá dừa, một số trò như là qua cầu hái trái cây hoặc là ô ăn quan. Thế thì rất mong được sự ủng hộ của quý thầy cô cũng như các em trong thời gian tới về công tác tới để tổ chức cho các em có một sân chơi vui vẻ, bổ ích và lồng ghép với những bài học lịch sử thông qua những trò chơi dân gian. Cảm ơn sự có mặt của cả quý thầy cô và các em trong ngày hôm nay ạ. Xin chân thành cảm ơn. Vâng, xin cảm ơn bạn là giám đốc của khu vui chơi làm Nông Tí Hon của chúng ta rất là nhiều. Và các em ơi, các em à, các em có sẵn sàng để chinh phục khu vui chơi làm Nông Tí Hon của chúng ta tiếp tục nữa hay không? Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng chưa? Chuẩn nhóm hai đội nha, chuẩn bị nha, làm các em coi nha, chuẩn bị 1
2 2 rưỡi 3 bắt đầu. Yeah yeah yeah. Xung quanh